Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay đang có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và sáng mai mùng 3 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và sau đó thì ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển là cấp 3, cấp 4. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ ngày mùng 3 tháng 1, trời sẽ chuyển rét và trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ phổ biến từ 15 đến 18 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 14 độ và vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Trên biển, từ sáng mùng 3 tháng 1 ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 cho đến 2,5m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4m, biển động mạnh. Từ chiều tối mùng 3 tháng 1, vùng biển từ Bình Định cho đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3m, biển động. Xa hơn ở các khu vực khác trên đất liền, khu vực Trung Trung Bộ trở vào cho đến Nam Trung Bộ cũng ảnh hưởng của không khí lạnh, thế nhưng muộn hơn nên là trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 1, khu vực từ Hà Tĩnh cho đến Khánh Hòa sẽ có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa cho đến mưa to. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì lại không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết không có biến động trong 2 ngày này. Cả hai khu vực thì vẫn sẽ tiếp tục chuỗi ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi với gió Đông Bắc cho đến Đông cấp 2, cấp 3. Thưa quý vị, thưa bà con, vụ đông năm 2023 thì toàn miền Bắc gieo trồng nhiều giống cây trồng chính như là lạc, ngô ngọt, ngô nếp, khoai lang, khoai tây, rau quả thực phẩm, rau quả chế biến các loại. Và hiện nay thì một số cây trồng vụ đông đang giai đoạn thu hoạch như là cây lạc, cây ngô và dưa các loại. Tuy nhiên thì tàn dư cây trồng chưa được thu gom triệt để, nhiều diện tích chưa được cày ải phơi đất, một số diện tích không trồng cây vụ đông, cỏ dại mọc nhiều, chưa vệ sinh đồng ruộng. Để chủ động phòng ngừa các đối tượng sâu bệnh hại trên mạ và lúa vụ chiêm xuân 2024, ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con là ngay sau khi mà thu hoạch xong cây trồng vụ đông sẽ cần phải khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ bờ, mương dẫn nước, tàn dư cây trồng nhằm hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển vụ. Bên cạnh đó thì bà con cũng sẽ cần phải cải tạo đất bằng cách là dùng vôi bột với lượng từ 10 đến 20kg một sào hoặc là sử dụng chế phẩm sinh học bón trực tiếp ở trên đồng ruộng. Tích cực ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như là mạ khay, kỹ thuật ba giảm ba tăng hoặc là SRI. Xử lý hạt giống trước khi gieo mạ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và thực hiện gieo mạ tập trung nhằm quản lý sâu bệnh, chuột hại và chăm sóc được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, thì bà con cũng chủ động phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại trên mạ trước khi đưa ra ruộng cấy ở những nơi có mật độ sâu cao, bệnh mới phát sinh, đặc biệt là ở những vùng thường xuyên bị bệnh vàng lá do virus, sẽ cần phải kiểm tra theo dõi chặt chẽ dày xanh đuôi đen để phòng trừ kịp thời. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi.